we sail a little bit higher. Cứ ngồi ba đạo của bà chủ đoàn đang trang điểm nè. Mình vừa trang điểm đó, mình vừa chơi điện tử đó mọi người. Để mình giải trí chút trước khi giờ diễn nghe mọi người nghe. Quên rồi. Mọi người cơm nước gì chưa? Rủ qua chơi với Su đi. Qua đây đi mọi người ơi, số 1 đường Đồng Nai, quán cà phê Casa nha. Qua đi chơi cùng với Su. Su sẽ có những khóa học rất là cơ bản, tính nâng cao cho chuyên ngành 3D học cho các bạn. Học xong có cấp bằng không? Cấp bằng luôn, chứng chỉ nha, chứng chỉ loại giỏi sẽ được chơi cùng với Su. Giờ mấy bạn đang tập hát kìa, mấy bạn thấy không? Nay Su có hát bài nào không? Có, em hát 3 bài chị. Đâu bài gì vậy? Kể cho Cháu Linh Ba, Mười Ngón Tay Xinh. Nhiều lắm, nói chung là bài hát thì em rất là nhiều. Không, nhạc phim mà, chủ đề là nhạc phim mà. Nhạc phim thì em hát bài Tôn Ngộ Không. Em sẽ đóng vai là Ngư Ma Dương. Rồi, vừa hát vừa đóng phim vai. Vừa hát vừa. Em có Hồng Hài Nhi nữa, là bộ Nhi nó sẽ phun lửa. Đó, kết hợp vậy đó, giống như tái hiện bộ phim vậy đó mọi người. Nhớ nhau qua cái xa chơi nha mọi người ơi. Sao tướng bạn ngồi mọi người thấy mặt tôi không có mặt không? Tôi thấy mặt tôi gọn bằng. Đây mình sẽ zoom cận cảnh nó coi có thấy gì không. Khi em qua thung lũng và bóng đêm nó đang tập hát vào bóng đêm thì bàn chân để khiến anh chẳng còn nhiều quay số nữa quay gì ta yêu sai hay đúng còn thấy là còn thương khi bóng ta rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày đầu. Chào mọi người. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Em thuộc lời nha Lâm. Để khiến anh chẳng còn nhiều lưu. Em ôm lòng mắt. Ta yêu say yêu rồi đó. Ơn cái mặt này 3 năm rồi đó mọi người. Đúng không? 3 năm rồi. Mọi người biết sao không? Em hát bài này với anh Thiên Minh. Anh Lâm không chịu không? Lâm chê khổ. Bây giờ có hai người, mỗi người hai người là mỗi người. Biết sao mọi người, tại nào giờ là Sơn xong ca với Lâm mà bữa nay Sơn có kép mới, Lâm ghen. Lâm chê. Em thuộc lời nha anh, hát đúng lời luôn á. Họ thấy nhận là nó thuộc lời Lâm. Hát đúng lời. Sơn khấu là 30 chưa phải. 30 chưa phải là tới. À lên thì em mà bể lời, em nhớ nhắc tên Lâm. Tao có đây hay đó. Lên sân khấu nó bể. Xui tại. Thật ra chỉ có anh Lâm mới hiểu tụi mình thôi đó mọi người. Chỉ có anh Lâm mới hiểu đến anh thôi đó. Vậy mà em bỏ anh Lâm. Tại vì những người hiểu mình quá mình phải bỏ thôi chứ tại vì không còn gì để sáng tạo nữa. Hiểu mình quá thì nhiều lúc mình cũng ăn lăng nhăng cái ông hiểu mình lăng nhăng cái bắt trước mình sao không có được. Nguy hiểm lắm, tìm những cái người không hiểu mình. Xong mình có thể thông cảm nghĩa lên. Chưa, không hiểu. Gờ, thấy gờ quá. Thầy, thầy anh đi biển mà đâu có thấy gì đen đâu nè. À gì đi trên đường. Dạ thầy, thực ra là mỗi lần mà Linh Anh ra biển á là Linh Anh phải sức mà sức rất là nhiều luôn, không có sức cái mặt. Nhưng mà sợ đen thôi. Nhưng mà thực ra là mùa này cái biển của Phan Thiết á, cũng lúc mà Linh Anh tắm thì Linh Anh tắm khoảng 4 giờ chiều. Thì lúc đó nắng nó cũng không còn nắng mát lắm. Với lại đi với mẹ thì tắm sáng, tắm với mẹ thì thích tắm sáng, tắm chiều cho nên không có bao giờ đụng nắng, nhưng cũng sợ, chứ có sợ lúc mà lên đồi cát mình. Mà Linh Anh có biết là khi mà Linh Anh vắng diễn ở Ca Sa có một sự việc động trời chưa? Cái gì chị? Tâm Thảo với Bộ Nhi hùng nhau đó. Biết chưa? À, cho nên bữa nay Linh Anh lên Tâm Thảo trốn luôn rồi. Đúng rồi. Ủa? Bởi không, còn Bộ Nhi luôn hả? Trốn luôn rồi. Trời, vậy là không có xử tội được hai người rồi. Không, tại vì Linh Anh định lên đây định hung anh Lâm Nguyễn trước mặt hai người đó mà kỳ quá.
không làm luôn cũng được. Không, tại vì định hung mà để trả thù mà kỳ quá à. Thiệt tức ghê á. Định hung trả thù mà không có được, nhưng mà có hai người đó trước mặt, không bao giờ hung su su trả thù. Trời ơi. Thôi làm ơn làm phước. Mày ra tao cho Mỹ Lệ hung cho. Mày không chịu tao kêu Mỹ Lệ nha. Mỹ Lệ. Su không nói tao là đồng ý rồi đó. Dạ. Tôi không nói là đồng ý rồi kìa Lệ. Dạ, tôi không nói là đồng ý kìa. Lệ có ý kiến gì không? Mỹ Lệ chưa về, hiện tại đang là Xuân Ca. Vậy là nó chịu phải không? Chịu là qua hung liền phải không? Với cái môi này là in lên mặt nó liền luôn đó. Làm nháp thử liền em. Hiện tại thì hai bàn tay của Susu đang bận chơi game này nha cả nhà nha. Nè. Bây giờ là chúng ta sẽ điểm châu xa. Thường thường người ta điểm châu xa là có một cái vết son đỏ trên trán. Còn bây giờ cắm vô vết son sẽ có một cái hình rất là lạ. Mẹ con này, nó bị điên. Chị à, thường á, ta Mỹ Lệ mẫu giày rất là đẹp, hình này hình nọ. Em nói, cái áo dài xuất xứ từ đâu, được theo từ đâu. Cái áo dài mà Mỹ Lệ thường mặc á, là nó phải có một cái thiết kế rất là độc đáo. Từ. Nói lại đi em. Từ đâu. Ủa con Linh Anh nó chồng thổi dễ sợ. Ủa vậy ta đâu biết đâu. Vâng, chứ áo mà Mỹ Lệ thường mặc phải được theo từ đường Kim Tô Tú. Đó, phải có đính kim sa, chân châu lấp lánh, lưu ly, mã não xích châu đàng hoàng nha cả nhà nha. Đây cái này cái đầm nè em. Dạ. Yeah. Ủa cái này cái đầm nè em. Hả? Cái này cái đầm mà áo dài. Nói cái áo dài bình thường khi mặc á. À, dài bữa nữa thì áo dài của Mỹ Lệ sẽ may đồng phục cho mọi người đó mọi người nha. Và riêng của Mỹ Lệ sẽ được dán thêm đó là giấy à, tiền bằng giấy luôn nha mọi người. Dán vàng bằng giấy. Mạ lên này nọ rồi đó. Giống như là đồ để đốt với Lệ. Xui. Tối nay em tính cắm cái lông công đó ở đâu? Dạ ở đích. Ủa sao tự trời nhiên? Ơi. Ủa sao tự nhiên mà gắm lông công gì? Cái lông công làm gì bà? Tại vì mình không được đẹp cho nên mình phải làm gì lạ. Không, mình nghĩ là cắm được giữa trán. Tôi nghĩ bà cắm hai cọng lông công vô bên hai bên nách. Để cho nó trấn yểm cái lỗ nách đà lợi. Không, cũng như là cái nách nó nên dán băng keo lại luôn. Hay là mình nạo cái nách đi, nạo túi nách. Người ta nạo túi ngực, mình nạo túi nách. Không mà thật ra lông công người ta nói là chiêu tài á, lại gắm vô cái nách biết đâu nách mà kiếm tiền. Đang đi cái nách rớt ra tiền hả? Không phải, người ta lấy cái nách lên tiết xuất được một cái chất gì đó. Hoặc là có cái để diệt chuột rồi đó. Không, hoặc là để diệt chuột, diệt côn trùng. Giống như, à vậy là tài trợ cho cái vụ mà mở nắp ra chuột đi ngay hả? Đúng rồi. Không, hoặc là có cái ông gì đó, ông đang bị ngạt mũi á. Bỏ vô là thắt thở luôn. Hoặc là cái chiến xuất của Lệ để giúp cho người ta hồi dương. À giống như mọi người có nghe cái thuyết là con mèo khi một người chết chết mà con mèo nhảy ngang là người đó sẽ bật dậy đúng không? Còn Mỹ Lệ và khi mà người chết mà con Mỹ Lệ đi moi nghe mùi nách là tự nhiên người đó bật dậy và ăn cơm như người bình thường. Sống được 3 năm nha mọi người. Cái này Sóc Trăng có rồi. Mỹ Lệ từng xuống Sóc Trăng làm. Người ta cái nách này nó hữu ích quá ha. Đó, cho nên Mỹ Lệ là giống như là thiên biến dạng quá. Tạo quá tạo ra cái nách Lệ rất là xuất sắc nha mọi người. Chớ rồi lo nói chuyện cái nách tôi thua rồi nè. Thế nên mọi người để ý là mọi người coi phim phong thần đi. Mọi người coi phim phong thần là mỗi người đều luôn luôn có một cái gọi là quốc bảo. Kế bên thì Su Su có Mỹ Lệ. Nách hoàng kim. Su Su đi săn boss á. Ở văn kìa. Hồi đó là Su Su thôi Mỹ Lệ vỡ ra xong cái tỉnh lên. Hồi đó là Su Su mà bí kịch bản á là bí mà ý tưởng để làm xô đó. Nằm nhẹ vào bờ nách Mỹ Lệ. Là coi như là bỏ xô đó luôn. Giống Hoàng Thùy quá nè. Bữa nay mặt đẹp giống Hoàng Thùy quá nè. Ai? Nè. Người diễn đó má. Mặt đẹp thì ủa bệnh hả? Bệnh giống ai vậy? Không có bệnh má. Hôm bữa đi á, cuộc dân hết cấp xong á, không ai dám khen. Không ai dám. Hồi đẹp lắm nhưng mà không ai dám khen á. Mỹ Lệ kiếm gì Mỹ Lệ? Bà thấy vàng không Lệ con kia bà kiếm hả? À Mỹ Lệ có cái tính này nghe mọi người. Mỹ Lệ mà thấy diễn viên nào ở trong đoàn đó mà chiếu hơn Mỹ Lệ là lập tức bằng mọi cách Mỹ Lệ sẽ thùm lên người mình những cái vàng chiếu hơn bạn đó. Mỹ Lệ không thích ai chiếu hơn mình. Hay là có đúng không vậy Mỹ Lệ? Dạ chính xác, rất là chính xác luôn ạ. 100% chính xác nha cả nhà nha. Không sai một ly luôn á, phải nói là cực kỳ chính xác. Đây
sở thích rất là đẹp, chiếu tại vì thấy con kia nó chiếu quá, thành ra mình phải chiếu hơn, mình phải dàn dàn hơn cái làm lại nó, phải lồng lộn lấn át nó hơn, phải lồng lộn, phải lồng lộn. Có bao nhiêu là quấn lên hết. Đây là coi cái tay Mỹ Lệ đeo nè. Bao nhiêu vòng đây không biết. Có bao nhiêu là phải quấn lên người hết nha cả nhà. Cái này đến mấy ký lên á. Phải làm lại mấy con kia. Nhìn Mỹ Lệ giống mấy bà lên đầu quá. Cô chuẩn bị về. Cô về rồi đó. cho khán giả chiêm ngưỡng tác phẩm của em coi. Em lấy ý tưởng này em làm lại bộ phim, bộ đồ này. Dạ, em trong một lần em đi dạo công viên thì em cảm thấy là công viên có nhiều cây xanh. Rồi, nhỏ biết rồi, ý tưởng này từ cái thùng rác. Thùng rác công viên. Đúng chưa nè, cái thằng thùng nè. Không phải. Em đi công viên, em thấy rất nhiều cây, trên cái cây đó có một con trăng. Thành ra chị có thấy không, đây là xung quanh những cái dãy trăng nè. Có cái cây, có thân cây. Có thân cây. Còn nữa hả? Còn nữa, trời ơi chưa hết nha. Không ai làm lại tôi đâu, sến lên nè. Đôi bông đâu nè, ở đây quên đôi bông nè. Đây, đôi bông xuất sắc chưa. Ngày xưa là em có mỗi bên lỗ tai á là có 3 lỗ. Mà bây giờ nó bít hết 2 lỗ rồi, còn con lỗ mà. Cũng có nhiều lỗ nó chưa bít nha cả nhà nha. Nhìn mà Sơn à. Ê bà chúc một thầy thiệt ba. Mọi người đang nghe clip là tiếng đại tài tử. Đúng rồi, tiếng đại tài tử. Đã dịch bộ.